Ngày 31 tháng 7, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân 437 đang nguy kịch, nhiều thêm ca mắc COVID-19 diễn biến rất nặng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, bệnh nhân mắc COVID-19 số 437 đang trong tình trạng nguy kịch, được sử dụng ECMO, tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân số 437 là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mãn tính, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gút tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài, trước khi phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 27 tháng 7 năm 2020. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Các chuyên gia hàng đầu liên tục hội chẩn, hỗ trợ trực tiếp bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân này. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, Việt Nam có thêm một số ca bệnh nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là các bệnh nhân tiên lượng rất nặng. Đa phần trong số đó là những bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền đi kèm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, dốc hết sức điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, nhưng phải chú trọng bảo vệ nhân viên y tế. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 còn dài phía trước, còn rất nhiều thách thức. Do đó, trước tiên chúng ta phải bảo vệ các y bác sĩ và nhân viên y tế để có người điều trị cho bệnh nhân. Các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan lơ là dù chỉ một phút trong điều trị COVID-19, vì căn bệnh này rất nguy hiểm. Bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh, chúng ta phải nỗ lực cao nhất, giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và rất nặng, ông Khuê nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.